Sáng ngày 31 tháng 8, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm lực đẩy phát triển từ nghị quyết 98/2023 trên QH15. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong nhấn mạnh, nghị quyết 98/2023 của Quốc hội khóa 15 với những cơ chế chính sách vượt trội, giúp tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, đồng thời kiến tạo những động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Một tháng kể từ ngày nghị quyết 98 có hiệu lực, đến nay thành phố đã thể chế hóa nhiều nội dung của nghị quyết 98 như thí điểm thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức, gồm Trung tâm An sinh Xã hội, Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Thành phố Thủ Đức. Chúng ta cũng có thể thấy rõ sự chỉ đạo và cuộc đồng hành của các cơ quan trung ương về triển khai thực hiện nghị quyết này qua việc Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo triển khai nghị quyết 98 vào ngày 15 tháng 7 do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, về quyết tâm của thành phố trong triển khai thực hiện nghị quyết thông qua việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện nghị quyết 98. Đầu tháng 8 2023, Ban Thường vụ Thành ủy cũng thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành và tổ giúp việc triển khai thực hiện nghị quyết 98 do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng Ban chỉ đạo. Tọa đàm diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ từ lãnh đạo các bộ ngành trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia, nhà khoa học. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện nghị quyết 98 cho biết, nghị quyết 98 ra đời tạo công cụ pháp lý để gỡ hai điểm nghẽn về thể chế và hạ tầng. Ông nhấn mạnh, điều căn cơ nhất khi triển khai nghị quyết 98 là tạo khung pháp lý đầy đủ để vận hành. Từ khung pháp lý này, Thành phố Hồ Chí Minh có thể đột phá, đề xuất những sáng tạo thông qua các mô hình cụ thể. Tiến sĩ Trần Du Lịch đánh giá, nghị quyết 98 được triển khai vì cuộc sống người dân, vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Chưa bao giờ từ Trung ương đến Thành phố Hồ Chí Minh có quyết tâm chính trị rất cao để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 98. Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nghị quyết 98 đã giải quyết những vướng mắc về con người, về bộ máy. Đây là tiền đề để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Quan trọng hơn, nghị quyết 98 mở ra cho Thành phố Hồ Chí Minh nhiều ý tưởng phát triển mới mà trước đây chưa ai nghĩ tới. Ví dụ, ít ai nghĩ đến việc thí điểm cơ chế tài chính, thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế trao đổi bù trừ, giao dịch tín chỉ carbon với các nhà đầu tư trong nước, quốc tế để tạo nguồn thu ngân sách. Từ khi có nghị quyết 98, nhiều ý tưởng gửi về cho Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch tín chỉ carbon. Huyện Cần Giờ hiện nay trong định hướng phát triển các lĩnh vực cũng đã gắn với tín chỉ carbon này. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, từ khi triển khai nghị quyết 98, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó bổ sung hơn 99.000 tỷ đồng từ nguồn thu tăng thêm của thành phố, từ đó thúc đẩy hiệu quả xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Đây là tuyến đường huyết mạch có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua nhiều năm chưa đủ nguồn lực để thực hiện. Với các quy định của nghị quyết 98, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sẵn sàng nguồn lực để thực hiện tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, giúp bổ trợ cho cán bộ công chức thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cũng tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Duy Đông khẳng định, Trung ương rất quan tâm đến Thành phố Hồ Chí Minh khi xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ đồng hành cùng thành phố trong huy động nguồn lực. Thứ trưởng Trần Duy Đông thông tin, ngoài cơ chế chính sách được quy định tại Nghị quyết 98, Quốc hội cũng có điều khoản trong quá trình triển khai. Trường hợp cần những ưu đãi đặc biệt, cần huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thì Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chính phủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền báo cáo Quốc hội. Kết thúc tọa đàm, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn báo Sài Gòn Giải Phóng đã có sáng kiến phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm thiết thực có chiều sâu.
Theo đồng chí Phan Văn Mãi, mục tiêu của Nghị quyết 98 chính là đưa thành phố Hồ Chí Minh trở lại quỹ đạo phát triển với tư cách là đầu tàu kinh tế của cả nước, tạo nền tảng để sau năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh có sự tăng trưởng cao, GRDP ở hai con số. Cái sự vào cuộc, cái sự vận hành của hệ thống chính trị nói chung và hệ thống hành chính nói riêng, nó quyết định đến cái kết quả thực hiện nghị quyết này, thì nó không phải là bằng những cái việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho người cụ thể theo tiến độ rồi giám sát không, mà chúng ta phải quay trở lại, chúng ta rà soát và thiết kế hệ thống, tức là làm sao chúng ta cơ cấu một khối lượng lớn công việc vào một khối lượng, vào hệ thống chính trị khối lượng lớn, những các cán bộ công chức và phối hợp đồng bộ vận hành hiệu quả thông suốt. Điều mong muốn đó là ta thực hiện cái nghị quyết 98 thì nó sẽ mang lại cái kết quả lớn, đóng góp vào sự phát triển đột phá của thành phố, và nó phải mang lại những giá trị vật chất để làm sao góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân thành phố và đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Thứ hai đó là không chỉ là khai thác quỹ đất, mà chúng ta nhìn thấy ở những cái điểm này chính là những cái trung tâm của các cái đô thị tương lai, để thành phố mạnh dạn điều chỉnh quy hoạch lần này và triển khai phát triển thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình đô thị đa trung tâm. Trước đây chúng ta có tiếp cận, chúng ta có diễn đạt cái này nhưng chúng ta chưa thực hiện được, lý do là chúng ta không có nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng. Nếu chúng ta làm tốt TOD đó, thì chúng ta vừa có kinh phí để phát triển hạ tầng mà cũng chính là từ kết nối giữa các đô thị này với nhau thôi. Đấy, và chúng ta sẽ đẩy nhanh hiện thực hóa được cái mô hình là đô thị đa trung tâm. Và cái thứ ba là chúng tôi tư duy không phải triển khai nghị quyết này chỉ bằng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị, bằng nguồn tài lực của ngân sách, mà là gì? Là sự tham gia của người dân, của doanh nghiệp, của chuyên gia,